Thế hôm nay con thi tổng kết kỳ 2 thế nào? Con thi tổng kết kỳ 2 con được đứng thứ 3 của lớp ạ. Lại đứng thứ 3? Học hành thế à? Nhà sang nhìn con người ta kìa. Nhà người ta nghèo không có tiền đi học. Người ta đứng top 1 ở lớp kìa. Chết mẹ con, mình nhanh như người ta đợi ở ngoài á. Đợt này thi á lại đứng thứ 3 thì nào cũng bị bang bắn. Không nghe đi ra lắm. Má xa. Ôi sao thế em, sao chị vô lá thế? Ba chị đang đợi ở ngoài kia để chị còn đi học tiếp tiếng Anh. Thôi em ở nhà nhá, chị đi học tiếng Anh đã. Học xong rồi, học xong tổng kết rồi mà. Nhưng mà thi xong rồi chị vẫn phải đi học. Thôi chị đi đây, không ba chị gọi, ba chị lại mắng nhá. Gặp lại em sau, chị đi đây. Con chào ba. Ba chào con. Thế hôm nay con thi tổng kết kỳ 2 thế nào? Con thi tổng kết kỳ 2 con được đứng thứ 3 của lớp ạ. Lại đứng thứ 3? Học hành thế à? Nhà sang nhìn con người ta kìa. Nhà người ta nghèo không có tiền đi học. Người ta đứng top 1 ở lớp kìa. Con bị làm nhầm mất một con, lần sau con sẽ cố gắng ạ. Học mới hành, lên xe đi học tiếng Anh. Con đi học toán luôn đấy, nhanh lên. Vâng ạ, con nhà người ta con cũng cố gắng mà. Khổ thân bạn Ma Sa lúc nào cũng là con nhà người ta. Ủa con gái sao đứng đây buồn thế? Sao thế? Bạn Ma Sa hôm nào bạn khổ lắm. Bạn gì á? Đứng top 3 của lớp lúc nào cũng bị bố mắng. À thế à? Thôi con ạ, không sao. Bởi vì nhà bạn đấy, bố mẹ bạn ấy làm rất là to, nên là bố mẹ bạn ấy cần cho bạn học hành cao hơn và đi học rất là nhiều. Nhưng mà mẹ chỉ cần con đi học được vui thôi. Hôm nay con đi học vui không? Đó, hôm nay mình chơi này bay. À thế ạ, à? Ôi trời, đến ngày xưa mẹ cũng chơi đấy. Nhảy ở đây đúng không? Chơi chân tì. À thế ạ, à? À, thế hôm nay con học vui không? Đó, hôm nay con được ạ. Con lại được bắt đầu lắm. Ôi thế ạ, à? Giỏi lắm, con gái mẹ rất là giỏi. Thế hôm nay con muốn ăn gì mẹ thưởng nào? Chúng ta ăn gì đây? Ăn kem. Ăn kem, chứ bây giờ chúng mẹ sẽ đãi con một cái kem nhá. Yeah, chúng mình đi ăn kem thôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.